tài gia chuyên đi nạp kim cương để tặng người khác. Chịu chơi nhất Free Fire của chúng ta. Top 1 thế giới. Thẻ bu ra mùa đầu tiên. Vãi cả nuôi 1.000 bộ đồ. Thẻ vô cực mùa 1 anh em ạ. Là nó đắt nhất Free Fire đây anh em. 134 hành động. 11 cái Skywing. 29 chiếc siêu xe. 12 chiếc xe máy, 13 chiếc monster truck, 12 chiếc bán tải, 11 chiếc quân đội, 5 chiếc lội nước, 7 chiếc túc túc. Thẻ vô cực mùa 1 mà không thèm mở luôn, để đây cho vui thôi. Đấy, thấy không? Tất cả các thử khẩu mà level 7 đã ra mắt đều level max nha anh em. Nhìn kho súng đi cho lác mắt. Úi dồi ôi, 13 khẩu thần thánh. Ôi, 224 khẩu thần thoại. Ôi, đỉnh. Huyền thoại 235 khẩu, vãi cả nùi siêu hiếm 412 khẩu. Uầy, mắc mật thư, vãi cả mắc mật thư ạ. À của Hùng Akira.